Khám mắt Thu Hà, 25 năm uy tín khám chữa bệnh chuyên khoa mắt. Số điện thoại 0908 134 140. Em ăn đi cho nóng. Còn 30 phút nữa mới tới giờ phỏng vấn cơ mà. Em đừng lo lắng quá, ăn đi đã. Em biết rồi, anh cứ cậy em. Alo Hạnh à? Ừ, tao đây. Mày đến nơi rồi à? Ừ, tao đến từ hôm qua. Bên này đẹp lắm mày ạ. Bao nhiêu đồ ngon nữa. Kiểu này mày phải bảo người yêu dẫn đi đi. Nghe bảo hôm nay mày đi xin việc nên tao gọi điện chúc may mắn. Ừ, mày đúng là bạn tốt của tao đấy. Đi du lịch rồi mà vẫn nhớ đến tao. Tao đi rồi về mua quà cho. Phỏng vấn tốt nhá. Ừ, cảm ơn nhá. Đi du lịch vui vẻ nhá. Bye bye. Thôi em không ăn nữa đâu. Anh chở em lên công ty đi. Đã ăn được gì đâu. Anh không đi thì để em tự bắt xe ôm đi vậy. Em đi đâu đây? Dạ hôm nay em đi phỏng vấn ạ. Đây là người yêu em à? Chào anh. Chào anh. Ai đấy? À, đây là anh Đông, học cùng trường với em, trên em hai khóa. Thế em phỏng vấn ở đâu? À, hôm nay em qua công ty Đa Gia. Công ty Đa Gia? Đúng công ty anh đang làm này. Anh ấy đang làm trưởng phòng kinh doanh ở công ty Đa Gia đấy. Ô vậy à? Thế mấy giờ em phỏng vấn? Người ta hẹn em 9 giờ ạ. 9 giờ à? Cũng sắp đến giờ rồi đấy. Hay là em lên xe anh chở. Chứ bây giờ chờ đổ xăng biết đến bao giờ. Thôi như thế ngại lắm. Có gì đâu mà ngại. Anh với em học cùng trường với nhau cơ mà. Lên xe đi anh chở, không là muộn giờ phỏng vấn đấy. Hay là em cứ đi cùng cậu ấy đi, cho kịp giờ phỏng vấn. Còn anh thì sao? Anh lên kia anh đổ xăng rồi lên công ty luôn. Thôi, em cứ đi đi. Cậu ấy đã nói như thế rồi, thì em cứ lên xe đi. Nhanh không muộn giờ bây giờ. Vậy em đi trước nhá. Đi em. Cảm ơn anh nhá, anh giúp đỡ em nhiều quá. Có gì đâu mà cảm ơn, anh học cùng trường với em mà, nên là cũng biết năng lực của em rồi. Vâng ạ. Thế từ mai bắt đầu đi làm rồi, em cố gắng lên nhá. Dạ. Thôi anh về đây. Thế có gì cho anh xin số điện thoại được không? Số em đây ạ. Rồi, ok. Thôi anh về nhá. Em chào anh. Thank you.
Alo. Kết quả phỏng vấn thế nào rồi em? À, em được nhận rồi. Thế tốt quá rồi. À, thế ngồi đấy đợi em một chút, anh qua đón nhá. Thôi anh cứ làm việc đi. Em về đến nhà rồi. Thôi anh nhá, em lên nhà ngủ một chút đây, em hơi mệt. Đâu. Đối với anh ấy, mỗi ngày được gặp em là một ngày đặc biệt rồi. Cảm ơn nhé. Em cảm ơn ạ. Thôi, mọi người làm việc tiếp đi. Vâng ạ. Vâng ạ. Làm việc đi. Alo, em đây. Em làm xong chưa? Anh qua đón này. Anh không phải qua đón em đâu. Giờ em đi ăn trưa với bạn rồi. Thế à? Thế lúc nào ăn xong gọi anh nhá. Anh phiền phức thế nhở? Em một chân em tự đi được. Này, khai đi, anh nào mà đưa mày đến đây thế? Nhìn có vẻ thành đạt phết nhờ. Phết của tao đấy. Thật đó. Mà tao có cảm giác hình như ông ấy thích mày đấy. Hình như thế, ngày nào cũng mua hoa rồi mua quà đến tặng tao. Còn đưa đón tao đi làm nữa. Thế thì tốt quá rồi, yêu luôn đi. Mày bị hâm à? Tao có người yêu rồi mà. Mày hâm mới đúng ấy. Cơ hội tốt như thế mà không biết đường nắm bắt gì cả. Mày nhìn lại ông Đức đi, vừa nghèo, công việc lại chẳng ổn định gì cả. Đi thì đi xe máy, rồi có bao giờ tặng cho mày món quà gì giá trị chưa? Ông kia thì nhiều tiền chức cao, yêu thương mày như thế, mày phải biết điều đấy mới đúng chứ. Con gái, lấy chồng như đánh một canh bạc vậy, sướng hay khổ là do người chồng. Theo tao, mày nên bỏ ông Đức đi là được rồi đấy. Chắc là ăn đồ ăn Nhật đi. Chỗ này là sao? Anh ở đây đợi em một chút nhé. Anh đi theo tôi. Có gì thì anh nói đi. Tại sao em lại đi cùng cậu ta? Lại khoác tay cậu ta? Anh thấy rồi mà anh còn hỏi thế được à? Tôi và anh ấy yêu nhau, cái khoác tay có gì là lạ? Em... Nhân tiện có anh ở đây tôi cũng nói luôn, mình chia tay đi. Em bị sao vậy? Tự nhiên đòi chia tay là sao? Đến giờ mà anh còn hỏi được câu đấy à? Tôi hỏi anh, anh thấy mình có xứng đáng với tôi không? Lương một tháng của anh được bao nhiêu đồng? Một tháng anh đưa tôi đi chơi được bao nhiêu lần? Suốt mấy năm yêu nhau, anh đã bao giờ mua được món quà gì giá trị cho tôi chưa? Em cũng biết, chúng ta đang trong thời gian khó khăn mà. Đúng, chính vì tôi biết nên tôi mới quyết định chia tay anh. Tôi không muốn sống trong cảnh nghèo khổ đấy thêm một chút nào nữa. Người yêu hiện tại của tôi, anh ấy có tất cả mọi thứ mà tôi cần. Vì thế nên anh buông tha cho tôi đi. Đúng, chính vì tôi biết nên tôi mới quyết định chia tay anh.
Tôi không muốn sống trong cảnh nghèo khổ đấy thêm một chút nào nữa. Người yêu hiện tại của tôi, anh ấy có tất cả mọi thứ mà tôi cần. Vì thế nên anh buông tha cho tôi đi. Xin lỗi. Của em đây. Anh Đức. Em chào anh. Cô em ở sở xinh đẹp. Anh Đức. Hảo. Sao anh ngồi đây một mình thế này? Thế một mình thì không được ngồi đây hả em? Mà anh Đức ăn cái gì đây? Anh đang ăn pizza. Đây là bánh mì mà. Thế em biết đây là bánh mì sao em còn hỏi là ăn gì? Tức là thôi anh trêu mà. Mà em đi mua cái gì về đấy? Em mua thịt với rau ạ. Đây mà thịt với rau, đây là bim bim với lại đồ uống mà. Thế sao anh biết rồi, anh còn hỏi làm gì? Được đấy nhỉ, hôm nay còn chôn cả anh à. Lần đầu tiên anh thấy Hảo thông minh như thế đấy. Em mà lại hơi bị thông minh luôn. Hôm nay nhá, em đi mua hàng ấy, bà chủ ấy, bà còn khen em là thông minh nữa cơ mà. Thế cơ ấy, cái chuyện là như nào? Chuyện thế này này. Của em đây. Em cảm ơn chị. Của em hết bao nhiêu ạ? 39.000. Em gửi chị ạ. Xin. Chị đã không có tiền lẻ ở đây rồi. Em có tiền lẻ không? Bây giờ em có cách này nhá. Em đưa chị 1.000, chị đưa lại cho em 10.000 cho tròn nhá. Ôi trời ơi, em thông minh quá. Em về đây, đi đi nhá. Công nhận là em thông minh thật đấy. Nhưng mà hình như em không tính toán gì cả. Có chứ, em giỏi toán nhất lớp luôn. Lớp em chuyên văn nên 99% là dốt toán. Em nằm trong 2% là giỏi toán anh ạ. Công nhận là em Hảo thông minh và học giỏi toán thật ấy. Nhưng mà thôi Hảo ở đây nhá. Anh về phòng một tí, tại vì ở phòng có cái chiếu. Anh ấy về phòng lấy chiếu để làm gì nhỉ? Thôi kệ đi. Em đang làm công ty ở gần đây. Lâu lắm rồi mới gặp, từ hồi sinh viên cơ. Dạo này trông Hảo khác quá. Xinh hơn hay là xấu hơn hả anh? Thì đương nhiên là xinh hơn rồi. Máy Đức dạy thế nào rồi? Anh á, bình thường. Anh đang làm cho công ty thiết kế với phần mềm. Vì là startup, thế nên là lương thấp lắm. Thế ạ. Ly dạo này có khỏe không anh? Anh với Ly chia tay rồi. Sao lại chia tay được? Hai người đẹp đôi lắm mà. Cô ấy chê anh nghèo, lương thấp, không có tương lai. Mà thôi, không nói chuyện này nữa. Lâu lắm mới gặp nhau, anh em mình đi nhậu đi. Cũng được ạ. Mọi người ơi, anh có một tin cực vui đây. Tin gì vậy? Chúng ta có thể tiếp tục dự án được rồi. Tại vì anh vừa mượn được tiền. Tuyệt vời. Tiền đây rồi. Tiếp tục dự án rồi. Tuyệt vời đấy. Nghe nói anh đang cần tiền để phát triển dự án. Em dành dụm được một ít, anh cầm lấy đi. Không được, em không nhận đâu. Không sao, số tiền này em cũng chưa dùng đến mà. Nhưng... Ngày trước, anh từng bảo với em là không được để tiền chết còn gì. Số tiền này em chưa dùng đến nên em cho anh mượn. Sau này anh có, anh trả em gấp 3, gấp 4 là được. Thôi anh cầm lấy đi, đừng nghĩ ngợi gì. Cố gắng hoàn thành dự án tốt là được. Vậy cho anh vay nhá, anh cảm ơn em.
thông báo với em là dự án rất thành công. App của công ty anh khi đưa lên CH Play, App Store đều nhận được lời tải về rất là lớn. Chúc mừng anh nha. Anh cảm ơn. Được thành công như ngày hôm nay là nhờ vào số tiền đấy của em đấy. Anh vừa mới chuyển vào tài khoản của em một số tiền, em kiểm tra đi. Vâng, em nhận được rồi. Thế cả em đang thắc mắc là sao anh lại gửi tiền nhiều cho em như thế. Thế ngày xưa ai bảo với anh cho anh vay tiền là bắt anh phải trả 3-4 lần còn gì nữa. Hồi đó em nói trêu anh thôi. Ừ thôi không sao đâu, anh gửi tiền đấy coi như cảm ơn em luôn. Anh nghe máy đi ạ. À thôi anh không nghe đâu, Ly gọi. Dạo này Ly lại gọi cho anh ạ? Ừ, kể từ cái hôm đấy. Anh, sao anh lại nỡ đối xử với em như thế? Thì tôi hết yêu cô rồi, tôi đến với người mới, có gì là sai? Anh, sao anh lại nói như vậy được? Anh nói đồ vô liêm sỉ. Cái gì? Vô liêm sỉ á? Cô mà cũng có tư cách nói câu đấy á. Không phải trước kia cô đến với tôi cũng chỉ là vì tiền á. Anh là đồ khốn nạn. Ly, em có sao không? Sau lần đấy, Ly có gặp anh và xin lỗi. Và cô ấy có ý định muốn quay lại. Thế thì tốt quá rồi ạ. Nhưng mà anh không biết cô ấy quay lại là vì có tình cảm thực sự với anh hay chỉ là thấy anh thành công mới quay lại. Có thể cô ấy đã nhận ra sai lầm của mình. Nếu còn tình cảm, anh nên cho cô ấy một cơ hội nữa. Ừ, anh biết rồi. À, anh hỏi em một câu nhá. Em có yêu anh không? Anh cứ hỏi vớ vẩn ý. Tất nhiên là em yêu anh nhất trên đời này rồi. Thật á? Thật mà. Em chỉ muốn lấy anh làm chồng thôi. Cảm ơn em. Ở kia đứng lại. Các anh làm gì đấy à? Thì ra mày ở đây à? Mày hôm nay bố mày cứ tìm mày mãi đấy. Các anh làm gì đấy à? Mày có thỏi được à? Trả tiền cho bố mày đấy. Anh cho em khất nợ thêm một thời gian nữa được không ạ? Mày lại khất á? Hết sức chịu đựng của tao rồi. Đánh nó đâu tình tiếp. Anh làm gì vậy? Sao lại đánh anh ấy? Dừng lại đi. Nhớ, như con này người yêu nó này. Mày đừng yêu nó phải không? Nó không trả tiền cho tao thì mày phải trả. Dạ không phải đâu ạ. Trả tiền cho tao đây. Anh hiểu nhầm rồi, em không phải người yêu của anh này đâu ạ. Chúng em chỉ là bạn thôi. Có thật không? Em thề ạ. Em không có tình cảm gì với anh này đâu ạ. Thế thôi mày, đánh nó tiếp, cút. Con này mày ai đấy? Mày tránh ra, nó nợ tiền bọn tao không trả thì bọn tao phải đánh. Anh ấy nợ anh bao nhiêu để em trả? Mày có phải vợ nó không mà mày đòi trả? Vâng, em là vợ anh ấy đây ạ. Các anh đừng đánh anh ấy nữa. Anh ấy nợ anh bao nhiêu em trả bấy nhiêu. Anh ơi, anh có làm sao không? Để đi anh. Anh cảm ơn mấy đứa nhá. Không có gì đâu anh ạ. Chuyện này là sao hả? Em thấy rồi đấy. Tất cả chỉ là một vở kịch. Nên cũng chẳng có chuyện nợ nần gì ở đây cả. Anh, anh có chuyện gì thế à? Anh đang suy nghĩ một số chuyện.
Anh cứ kể về em đi ạ, nhớ đâu em lại giúp được. Có một cô gái bảo yêu anh, nhưng anh không biết được cô ấy yêu anh thật lòng hay là yêu anh vì sự thành công của anh nữa. Thế à? Cô ấy bỏ anh một lần rồi, lần này cô ấy muốn quay lại, nên anh đã phải suy nghĩ đây. À, thế em có một cách ạ, anh nghe thử xem có được không? Tôi xin lỗi vì đã tạo ra vở kịch này, nhưng nhờ có nó mà tôi mới biết bộ mặt thật của cô, tình cảm thật sự của cô đối với tôi là như thế nào. Lúc tôi thành công thì cô yêu, còn lúc tôi thất bại, tôi nợ nần thì cô bỏ tôi mà đi. Anh à, em xin lỗi. Lúc nãy em sợ, em cuống quá nên em mới như thế thôi. Em xin lỗi anh. Cô thôi trò ấy đi. Tôi đã cho tình cảm chúng ta thêm một cơ hội, nhưng cô đã đánh mất nó rồi. Tôi nói cho cô biết, cô bỏ tôi lúc tôi thất bại thì cũng đừng hòng ở bên cạnh tôi khi tôi thành công. Anh xin lỗi. Hóa ra anh mang tôi ra làm trò đùa à? Thảo, Thảo ơi! Anh xin lỗi. Anh có làm như vậy thì anh mới biết được ai là người yêu thương anh thật lòng, ai là tình cảm thật sự của anh. Cuộc sống của anh đã trải qua bao nhiêu thất bại, những lúc khó khăn nhất thì luôn có em ở bên cạnh. Còn bây giờ khi anh thành công, em hãy ở bên cạnh anh nhá. Đưa sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ quảng cáo số điện thoại 0859 11 3333.